Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lẽ chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là Đức Giáo Hoàng Francis đang có mặt tại Cộng hòa Dân Chủ Congo. Trên một triệu người cả có mặt tại Kinshasa để dự gà lễ chung với Ngài. Đức Giáo Hoàng đã có mặt ở tại uh, Kinshasa, thủ đô của Cộng hòa Dân Chủ Congo và trên một triệu người đã có mặt để cùng uh, chúc mừng Ngài cũng như là có một buổi cầu nguyện chung với Ngài ngay tại thủ đô của Cộng hòa Dân Chủ Congo. Đám đông lớn này đã tụ tập tại Kinshasa. Uh, Kinshasa được xem là thủ phủ của uh, Congo và trong đó họ gần như là chúc mừng cho lần đầu tiên mà đức giáo hoàng ghé qua quốc gia này. À, à, bản tin mới nhất từ ở công hòa dân chủ cũng cho biết là Congo được xem là một cái quốc gia có cái uh, cộng đồng thi công giáo mạnh nhất và lớn nhất ở tại phi châu và trong vòng 37 năm qua đức giáo hoàng đã viếng thăm cái quốc gia được xem là có tiềm năng về uh, các cái khoáng mỏ tuy nhiên vẫn là một cái quốc gia đang có những cái uh, cuộc nội chiến khoảng 700 người đã đứng xung quanh ở khu vực của đức giáo hoàng trong đó gần như là họ đã tạo một cái vòng đai vững chắc để mà chúc mừng cho cái sự xuất hiện của đức giáo hoàng. Đây là chuyến viếng thăm lần thứ hai của ngài, viếng thăm phi châu và trong đó ngài lên tiếng đã và cảnh báo rằng à còn phải chấm dứt tất cả những cái cuộc xung đột để đem tới sự hòa bình cho thế giới và sự à, gọi là ân xá và từ bi ở trong cái trái tim của mỗi người là điều cần thiết để mang lại hòa bình cho ở khu vực phi châu. Đây được xem là chuyến viếng thăm đầu tiên à, thứ hai của ngài ở tại à, phi châu và trong cuộc phỏng vấn mới nhất cho biết ngài nói rằng tương lai của giáo hội thiên chúa giáo tại phi châu là một tương lai khá sáng sủa và nó cần phải có sự thúc đẩy của các vị giáo sĩ đây được xem là một trong những chuyến viếng thăm quan trọng của đức giáo hoàng tại phi châu đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay các viên chức người, người kép cho biết là các cái trái đạn rocket đã bắn vào một căn cứ của thổ nhĩ kỳ ở phía bắc của iraq Bản tin từ Iraq cho biết hàng loạt một loạt là những trái đạn rocket đã, bắn vào một căn cứ quân sự của Hoa của Thổ Nhĩ Kỳ vào phía bắc của Iraq vào ngày thứ tư. Các viên chức tại phía bắc này cho biết và trong đó khu vực này được xem là khu vực do người khết quản trị và nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công trên một à, viên chức của bộ quốc phòng thổ nhĩ kỳ cho biết là không có thiệt hại hay là thương thương vong gì trong cái căn cứ này tuy nhiên họ lại không cho biết thêm chi tiết và họ nói với điều kiện giấu tên theo tường trình từ các viên chức của người kết tại iraq trong cái đơn vị gọi là chống khủng bố ít nhất là có 8 cái đạn rocket đã bắn vào cái căn cứ có tên là zilkan của thổ nhĩ kỳ đặt tại phía bắc của iraq thuộc cái tỉnh gọi là ninever à, và trong đó hai cái đã bắn trúng vào trong cái căn cứ này và trong khi đó thì bộ trưởng quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ là Hulusi Anka đã bác bỏ tai nạn này và nói rằng hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường rất nhiều mạng lưới quân sự của họ để chống lại những lực lượng mà họ mô tả là khủng bố tại đây. Tức là Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp và thực hiện các chiến dịch quân sự của họ tại phía bắc Iraq với cả mặt đất lẫn ở trên không và trong đó nhắm vào nhóm người khét có tên gọi là PKK, tức là kurdistan Working party một cái uh, tổ chức người kurd mà uh, phía thổ nhĩ kỳ đã đặt ngoài vòng pháp luật và gần như là đang có những cuộc gọi là thành lập một cái quốc gia người kurd ở biên giới phía bắc của iraq và phía nam của thổ nhĩ kỳ hiện nay thì vẫn chưa biết được là những nhóm nào uh, lên tiếng tuy nhiên một nhóm uh, dân quân hồi giáo được iran hỗ trợ đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ bắn đạn rocket vào cái, cái uh, căn cứ quân sự của thổ nhĩ kỳ tại đây đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay một nhà báo nga đã bị kết án tù về việc mà ông đã nói ra những gì liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine một tòa án tại Moscow ngày thứ tư đã kết án tù đối với một ký giả vắng mặt với 8 năm tù bản án là 8 năm tù bị truy tố về tội đã đưa ra những cái hành động thiếu tôn trọng với quân, giới quân sự đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất nhằm dập tắt những tiếng nói đối lập À, Alexander Nezhdorov à, là một phóng viên truyền hình và là một nhà lập pháp cựu nhà lập pháp đã bị kết án và truy tố tội đưa tin giả cũng như là có những cái thái độ thiếu tôn trọng đối với lại giới quân sự sau khi mà ông Vladimir Putin đã gửi quân vào Ukraine và à, ngay sau đó thì ông Putin đã áp dụng những cái luật lệ gắt gao đối với người nga khi mà họ không có thái độ tôn trọng với giới quân sự của nga và Putin xem những cái tình trạng mà gọi là đưa tin tiêu cực về quân đội Nga là tin giả và trong đó bản án được kết án được xem là tối đa nhất là 10 năm tù. Ông Nezarov đã bị cáo buộc là đã đưa những tin giả trên mạng xã hội khi mà Nga bắt đầu đánh bom vào một số những cái bệnh viện ở tại khu vực ở vùng biển Azov nằm ở Mariupol nơi được xem là đang có giao tranh giữa Nga và Ukraine và ông đã rời khỏi nước Nga trước đây. Tuy nhiên, Nga vẫn kết án vắng mặt với ông với 8 năm rưỡi tù à, theo đạo luật của Nga. Đây được xem là một trong những nhà báo của Nga đã bị kết án tù bởi chính quyền của ông Putin. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, ông Netanyahu, thủ tướng cho Thái cho biết ông có thể làm trung gian để chấm dứt cuộc chiến của Nga và Ukraine nếu được yêu cầu. Thủ tướng của Do Thái là ông Benjamin Netanyahu trong ngày thứ ba nói rằng ông có thể đóng vai trò trung gian cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CNN, nói rằng nếu mà được hỏi thì được yêu cầu ông sẵn sàng đóng vai trò trung gian và đặc biệt là có thể nối kết với phía Hoa Kỳ. Tôi nếu tôi được hỏi từ hai phía một cách rất thân thiện, nếu tôi được hỏi từ phía Hoa Kỳ, à, bởi vì tôi nghĩ rằng quý vị cũng nghĩ rằng có rất nhiều những cái uh, uh, máy, uh, những cái lò nấu ở trong cái uh, cái cái bếp và tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này rất quan trọng và hòa bình của thế giới là một cái điều cần thiết và muốn có được một hòa bình chúng ta phải đạt được cái thỏa thuận này. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn đang bị đe dọa bởi Iran đang có cái uh, khuynh hướng là có cái vũ khí nguyên tử và nó sẽ phá hoại cái uh, ổn định và trật tự trên thế giới và ở giữa các phía tôi nghĩ rằng bản thân tôi có thể làm được trung gian nếu được yêu cầu. Đó là lời phát biểu của ông Netanyahu đưa ra. Trước đó thì ông nói rằng cuộc chiến này ông đã đóng và ông đã cố gắng đóng vai trò trung gian. Tuy nhiên lúc đó ông ta không phải là thủ tướng và ông không thể chấp nhận khi mà tôi là thành thủ tướng thì tôi có một cái quyền lực riêng. Còn nếu tôi không phải là thủ tướng thì chưa chắc tôi đóng được vai trò trung gian. Trước đó thì <laughs> người tiền nhiệm của ông là Netali Bennett cũng đã yêu cầu trở thành nhà cái vai trò trung gian và ông Bennett là thủ tướng trước đây của Do Thái đã từng bay tới Moscow để nói chuyện với tổng thống Nga và có cú điện thoại với tổng thống của Zelensky của Ukraine, tuy nhiên đã không thành công. À, Do Thái đã lên án cuộc chiến của Nga xâm lăng Ukraine và trong đó gần như là họ nói rằng họ sẵn sàng sẽ đóng vai trò trung gian. Tuy nhiên, thì tin này được đưa ra giữa lúc mà phía Do Thái đang tiết lộ có thể họ sẽ đưa dàn phòng thủ Iron Dome cho phía của Ukraine. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới thời sự của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, lời khẳng định của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là Thụy Điển sẽ không thể gia nhập vào Liên minh NATO nếu tiếp tục cho phép đốt kinh Koran. Bản tin mới nhất cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Tajib Erdogan đã lên tiếng xác nhận vào ngày thứ tư là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cho phép Thụy Điển được gia nhập vào Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, tức là Liên minh NATO, nếu như họ vẫn tiếp tục cho phép đốt các cái kinh của Hồi giáo hay còn gọi là kinh Koran. Thổ Nhĩ Kỳ đã uh, trì hoãn việc bỏ phiếu cho Thụy Điển và Phần Lan trở thành uh, thành viên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương trong hàng loạt những cái lời phản đối sau khi mà có một người đã đốt kinh cô răng ở bên ngoài tòa đại sứ của thổ nhĩ kỳ và hình và có cái hình ảnh gọi là treo treo cổ đối với lại ông erdogan và điều này đã khiến cho ông erdogan nổi giận thụy điển even họ không, kể cả việc mà họ không gây phiền phức tuy nhiên ngày nào mà họ vẫn tiếp tục cho đốt cái kinh cô thì ngày và tìm cách phá hủy cái từ niềm tin hồi giáo thì họ sẽ không gia nhập được vào cái tổ chức liên minh này chúng tôi sẽ không nói yes khi mà họ bước chân vào nato đó là lời phát biểu của ông erdogan đã đưa ra trong một cái cuộc họp với lại các nhà lập pháp trong khi đó thì chính quyền thụy điển đã lên tiếng và nói rằng họ bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận và quyền tự do bày tỏ chính kiến về chính trị bất kể những người có khuynh hướng chống hồi giáo hay là ủng hộ cho hồi giáo ở tại quốc gia của họ trong ngày thứ ba thì thủ tướng của thụy điển đã lên tiếng và chỉ trích người đã đốt kinh hồ Cô Răng và nói rằng đây là một cái hành động khùng điên và đồng thời ông cho biết rằng là à, cố gắng sẽ tìm cách thuyết phục phía của thổ nhĩ kỳ chúng tôi ra à, đã nhìn thấy được những kẻ ở bên ngoài vào và sử dụng cái uh, tự do của đất nước chúng tôi để làm những điều gây tổn thương cho cộng đồng hồi giáo đó là lời phát biểu của thủ tướng của thuy, uh, phía thụy điển đã đưa ra tuy nhiên thì uh, thụy điển vẫn là một quốc gia dân chủ và tôn trọng cái quyền chính trị của mỗi phía và do đó họ không có khả năng để cản trở bất kỳ một cái hành động nào được xem là à, có cái tính tính chất gọi là xúc phạm những tôn giáo hay là xúc phạm những người khác. Đây được xem là một trong những cái phản ứng khá mạnh của ông Tayyip Erdogan là tổng thống của thổ nhĩ kỳ sau khi mà có tình trạng kinh Koran đã bị đốt ở trước tòa đại sứ của thổ nhĩ kỳ ở tại à, Âu châu Âu và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay lực lượng quân sự của Iran đã bắt đầu gửi một số những chiến thuyền của họ tới Brazil, Panama, kênh đào Panama để thách thức Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cho biết rằng là họ đã phát hiện được phía chính chế độ của à, của Iran đã có ít nhất hai chiếc tàu quân sự của họ đang di chuyển ở Brazil và kênh đào Panama nơi mà Tehran đang tuyên bố rằng sẽ thành lập một cái sự hiện diện quân sự của họ tại đây. Bản tin mới nhất từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng phát biểu với đài truyền hình Fox vào ngày thứ ba. Chúng tôi đã thấy được những gì mà hải quân của Iran đang làm. Chúng tôi đang quan sát tất cả sự hiện diện của lực lượng quân sự Iran ở tại khu vực ở phía tây bán cầu trong đó thì à, chế độ iran trước đó đã từng lên tiếng và nói rằng Họ sẽ có những cái hiện diện quân sự ở khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ để thách thức cái uh, sân sâu của Hoa Kỳ và uh, phía Iran cho biết là cái uh, đơn vị 86 chiến thuyền này đang di chuyển ở khu vực ở châu Mỹ Latin và đây là một trong những cái uh, uh, di chuyển lần thứ hai của họ. Đài truyền hình Fox News trong uh, ngày hôm nay cho biết là các uh, giới chức Tây phương đã bắt đầu quan sát rất cẩn thận về các chiếc tàu chiến của Iran. Tuy nhiên, nó vẫn chưa cập bến vào Brazil trong khi đó, thì thượng nghị sĩ Marco Rubio của đảng Cộng hòa ở tại Florida lên tiếng cho biết là Iran đang gia tăng sự hiện diện ở phía Tây bán cầu gần như là không có gây bất ngờ cho chính quyền của Joe Biden bởi vì trong quá khứ à, chính quyền của Joe Biden, à, chính quyền của à, đảng dân chủ và ông Obama trước đây đã thỏa hiệp với chế độ độc tài toàn trị này và Iran, à, Tehran có khả năng gia tăng mạng lưới quân sự của họ ở phía Tây bán cầu là một lời cảnh báo và và trong đó ủng hộ cho những cái tư tưởng Marxist tức là tư tưởng cực tả mà chế độ này đang tìm cách gây bất ổn ở khu vực. Đó là lời phát biểu của Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế và cũng liên quan tới tình hình quốc tế. Bốn nghi can mà ám sát tổng thống của Haiti đã bị giam giữ ở trong cái nhà tù của Hoa Kỳ. Bản tin từ San Juan Puerto Rico, bốn nghi can chính trong việc sát hại tổng thống của Haiti là Joveno Amorsi đã được truy dẫn độ về Hoa Kỳ để bị truy tố trong cái tội mà họ đã có hành động đe dọa tới các viên chức của Haiti theo tường trình của viên chức Hoa Kỳ đã đưa ra vào ngày thứ ba. Các nghi can này đã bị giam giữ bao gồm James Solages, 37 tuổi, Hosep Vinson 57 tuổi, hai công dân của Hoa Kỳ gốc Haiti cũng nằm trong số bao bờ những người bị bắt giữ và cùng sau khi mà ông Mose đã bị bắn 12 phát trong một cái nhà riêng của ông ta ở thủ đô Port-au-Prince vào tháng 7 à, năm 2021 và à, ngoài ra thì trong cái đơn kiện này cũng truy tố đối với một, một nhân vật có tên là Emmanuel Stannin à, một à, một sư à, lớn tuổi và một bác sĩ à, đã, đã có hành động được xem là liên hệ tới vụ ám sát vị tổng thống này cả bốn nghi can trên được biết là à, công dân của à, Colombia và công dân của à, có tên gọi là German Rivera Garcia 44 tuổi người hiện nay đang nằm trong số 20 người nằm trong cái lực lượng của quân sự trước đây của Colombia đang bị truy tố. Đây được xem là một trong những cái đáng truy tố sau khi mà tổng thống của Haiti đã bị bắn chết ở tại nhà riêng của ông ta à, cách đây vào hơn một năm và trong đó rõ ràng là phía Hoa Kỳ đang thúc đẩy mạnh mẽ việc mà giám sát chặt chẽ tất cả những cái hoạt động bạo động tại Haiti. Mặc dù Hoa Kỳ vẫn không lên tiếng và đưa lực lượng quân sự của họ tới đây. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của mối quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Ông Biden đã lên tiếng và nói rằng à, Nga và Trung Quốc là một thách thức trong cái à, cuộc nói chuyện State of the Union vào tuần tới à, trước khi à, sau khi mà ông Anthony Blinken viếng thăm Bắc Kinh. Tổng thống Joe Biden sẽ thảo luận về những thách thức đến từ Nga và Trung Quốc trong một cái cuộc à, phát biểu ở trên sàn quốc hội của Hoa Kỳ vào tuần tới được gọi là State of the Union chỉ hai ngày sau khi mà viên chức ngoại giao hàng đầu của ông sẽ gặp gỡ với đối tác của à, Trung Quốc ở tại Bắc Kinh theo tường trình của tòa bạch ốc đưa ra vào ngày thứ ba ông Biden cho biết là à, xin lỗi quý vị ông Biden cho biết ông là người à, đã, đang cố cố gắng tụ tập tất cả những đối tác ở trên toàn cầu và trên quốc tế đặc biệt là liên minh NATO để đối phó với cuộc chiến của Nga tại Ukraine đồng thời đưa ra những nỗ lực phối hợp để đối phó với những thách thức bởi PRC, tức là Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, theo tường trình của phát ngôn viên văn phòng cố vấn an ninh quốc gia là John Kirby đã đưa ra khi mà nói về tình trạng của Cộng sản Trung Quốc đang có những hành động đe dọa tại Á Châu Thái Bình Dương. Quý vị có thể tưởng tượng là Tổng thống sẽ thảo luận với người dân Hoa Kỳ về vấn đề này lời phát biểu sẽ được đưa ra giữa lúc mà ông Anthony Blinken sẽ bay tới Bắc Kinh gặp gỡ với lại King Gang tức là Tần Cương, Bộ trưởng ngoại giao của Trung Quốc để thảo luận về các cái việc mà giữ các cái channel đối thoại giữa Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Việc này diễn ra giữa lúc mà phía của Trung Quốc đang có những cái hành động cáo buộc rằng Hoa Kỳ đang ăn hiếp Trung Quốc ở trên chính trường quốc tế. Ông Anthony Blinken sẽ bay tới Bắc Kinh vào ngày Chủ nhật và trong đó ông sẽ có một cái cuộc gặp gỡ với cả Tập Cận Bình và kể cả bộ trưởng ngoại giao của Trung Quốc à, sau khi mà ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden đã có một cuộc họp à, riêng biệt ở bên cạnh của ở bên lề của cái à, hội nghị C20 diễn ra tại à, Bali Indonesia vào th năm ngoái và thêm vào đó thì họ sẽ thảo luận về cuộc chiến của Nga tại Ukraine, trong đó gần như là ông Anthony Blinken đang tăng cường áp lực đối với lập trường của Trung Quốc trong vấn đề này. Đây được xem là một trong những cái à, nằm trong bài diễn văn quan trọng của ông Joe Biden à, gọi là State of the Union tức là mỗi năm thì tổng thống có một cái bài diễn văn trước quốc dân đó là bản tin liên quan tới tình hình giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đang có mặt tại Philippines và thảo luận về việc sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên lãnh thổ của Philippines Bản tin từ Manila cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã có mặt tại Philippines vào ngày thứ Tư để thảo luận về việc khai triển lực lượng Hoa Kỳ và vũ khí Hoa Kỳ trên các cái căn cứ quân sự của Philippines, gia tăng khả năng kềm chế nhắm vào Trung Quốc đang có hành động đe dọa tới Đài Loan và khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Ông Austin đã bay tới Philippines từ Nam Hàn, nơi mà ông đã thảo luận và Hoa Kỳ sẽ tăng cường thêm vũ khí của họ lắp đặt ở tại à, phía Nam Hàn à, bao gồm các chiến đấu cơ và các quanh tạc cơ ở trên bán đảo của à, Đại Hàn cùng cùng một lượt với việc thúc đẩy Việt Nam Hàn tham gia các cuộc tập trận với lại phía Hoa Kỳ trước sự đe dọa về nguyên tử của Bắc Hàn tại Philippines thì à, quốc gia này được xem là quốc gia có cái hiệp ước đồng minh lâu đời nhất của Hoa Kỳ tại Á Châu và thời gian gần đây đã hợp tác với Hoa Kỳ trong cái vấn đề chống khủng bố. Ông Austin đã viếng thăm cái tỉnh mà thành phố ở phía nam gọi là Zamboanga và gặp gỡ với lại các tư lệnh của Philippines. À, trong đó bao gồm luôn cả một lực lượng nhỏ của Hoa Kỳ đang có mặt ở tại cái à, trại quân sự tại đây huấn luyện cho binh sĩ của Philippines chống lại lực lượng khủng bố hồi giáo đang hoạt động tại khu vực này. Trong đó ông cũng đã gặp gỡ với chỉ huy trưởng của lực lượng Philippines là tư lệnh có tên là Roy Galido. À, trong đó thì à, hiện nay tại căn cứ này đang có khoảng 100 binh sĩ của Hoa Kỳ à, cung cấp mạng lưới tình báo và hỗ trợ về các cái à, cố vấn về tác chiến nhắm vào lực lượng hồi giáo đang à, à, gọi là hoạt động tại khu vực này. Thời gian gần đây thì Hoa Kỳ đã thúc đẩy việc mà huấn luyện và hỗ trợ cho Philippines căn cứ trên đạo luật năm 1951 mà đôi bên đã ký hiệp ước, trong đó bao gồm luôn việc chống lại và kềm chế sự bức hại của Trung Quốc ở trên biển Đông, nơi đang có sự tranh chấp chủ quyền của nhiều quốc gia. Ngoài ra thì Hoa Kỳ sẽ có hiện diện ở tại khu vực Luzon phía bắc của Philippines gần eo biển Basici mà đối diện với Đài Loan. Lực lượng Hoa Kỳ được phép đã sẽ đến đã đặt quân của họ và trú đóng của họ ở ít nhất là 5 căn cứ của Philippines nơi mà họ đã ký kết năm 2014 gọi là Enhanced Defense Cooperation Agreement, hay còn gọi là EDCA. À, trong tháng 10, thì Hoa Kỳ đã nhắc lại cái hiệp ước này và bắt đầu thúc đẩy cái hiệp ước này. Ông Austin dự tính là sẽ có cuộc nói chuyện với lại Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines là Calito Gavez Jr. và cố vấn an ninh quốc gia của Philippines là Eduardo Ano. À, trong đó thì à, ông Austin cũng sẽ nhắc lại, à, ông sẽ kêu gọi ông Tổng thống của Philippines là Ferdinand Marcos Jr là sẽ gia tăng các cái mối quan hệ về quốc phòng giữa Hoa Kỳ và của Philippines trước sự đe dọa của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái hành động mới mà Hoa Kỳ đã hiện diện ở trên khu vực Biển Đông, đặc biệt là sẽ thảo luận đến việc mà Hoa Kỳ sẽ đưa nhiều lực lượng quân sự của họ nhiều hơn chủ động trên các căn cứ của Philippines, nâng cấp các căn cứ này cũng như là bắt đầu có sự hiện diện trên bờ biển của Philippines để cùng hoạt động chung và kềm chế sự bành trướng và sự bức hại của lực lượng cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh tuyên bố là họ đã thành công à và tạo ra phiên bản những con bò và đeo trong đó với danh nghĩa là sẽ giảm đi tình trạng nhập cản thực phẩm và gia tăng cái nguồn cung cấp về lương thực. Ít nhất lần đầu tiên trong lịch sử của Trung Quốc thì các nhà khoa học của Trung Quốc ở tại cái tỉnh gọi là Ninh Hạ hồi đã thành công clone được ba con bò có tên gọi là Holstein Friesian hay còn gọi là super cow, tức là loại uh, siêu ngưu trong đó, theo tường trình của tờ Global Times cho biết, và điều này nhằm giúp cho Cộng sản Trung Quốc trên danh nghĩa là sẽ giảm đi cái lương thực nhập khẩu từ bên ngoài lên tới 70%. Việc mà clone này đã có thể giúp cho Bắc Kinh có thể sản xuất khoảng 36.000 bao về sữa trong một năm. Và trong đó họ dự tính sẽ xây dựng một cái trung tâm và có khoảng 1.000 con super cow. Bên cạnh đó thì Trung Quốc cho biết là họ sẽ tìm cách gọi là có được an toàn lương thực và cái nơi mà được xem là nghiên cứu này đã được bắt đầu từ năm 2015 và dự tính là sẽ có một triệu con bò mỗi một năm đã bao gồm luôn việc mà họ clone ra tất cả những loại thú khác bao gồm có ngựa, đua và các loại thú gia cầm khác. Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Trung Quốc. Cùng một lượt thì tiểu bang north dakota đã cho ngưng lại cái dự án sản xuất về sữa bắp của trung quốc trên cái uh, tiểu bang này Bản tin mới nhất từ phía của lực lượng không quân của Hoa Kỳ cho biết là họ đã yêu cầu tiểu bang North Dakota là ở tại Grand Falls nơi mà người dân của, mà công dân của Trung Quốc đã mua một cái cánh đồng lớn tại đây với tổng cộng là 15 dặm à, dọc theo gần cái khu vực căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Grand Falls Air Force. Trong đó có nhiều cái à, à, vũ khí quan trọng của Hoa Kỳ bao gồm các cái drone, hệ thống satellite và kể cả hệ thống giám sát và với cái sự hỗ trợ của viện nghiên cứu khổng tử thì cái trại gọi là cái cánh đồng và cái nhà máy sản xuất sữa bắp này sẽ bị ngưng lại bởi vì nó đã đe dọa tới an ninh và có những cái hành động được xem là gây nguy hiểm cho lực lượng không quân hoa kỳ và trong đó gần như là phía của à, thị trưởng của thành phố Cranford à, đã lên tiếng trong ngày thứ ba và nói rằng họ đã ông ta đã chính thức ngưng lại cái dự án này bởi vì theo yêu cầu của lực lượng không quân cho rằng cánh đồng này nằm quá gần gũi với lại căn cứ không quân nơi có những cái vũ khí quan trọng của Hoa Kỳ trước đó thì thống đốc của tiểu bang North Dakota là Doug Burgum đã lên tiếng và đưa ra một bản statement nói rằng à, với à, việc mà chúng tôi đã ưu tiên hàng đầu cho vấn đề an toàn của công dân và của quốc gia chúng tôi đã cùng tham gia với các lãnh đạo của thành phố yêu cầu chính quyền liên bang là phải xác định rõ ràng về cái uh, dự án của công ty Fu Fan trong đó họ dự tính là sẽ mở một công xưởng sản xuất về sữa bắp ở tại đây. Tuy nhiên thì cái căn cái uh, cánh đồng sữa bắp này nó lại nằm rất gần căn cứ không quân của Hoa Kỳ và gây nguy hiểm và có thể giám sát và có thể uh, họ có thể lấy được những thông tin này do đó thì phía của thống đốc tiểu bang cũng như là thị trưởng của thành phố Cranford à, đã tuyên bố là họ sẽ ngưng lại cái dự án này đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng một lượt thì Bắc Kinh trước khi mà ông Anthony Blinken có mặt ở tại Bắc Kinh ngày à, tuần tới à, và coi và chủ nhật tuần này thì Bắc Kinh kêu gọi phía Hoa Kỳ là chấm dứt tình trạng họ gọi là kềm chế Trung Quốc Bản tin mới nhất cho biết thì Bắc Kinh đã bắt đầu có phản ứng trước khi mà có chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken tới à... Trung Quốc để gặp gỡ với lại ngoại trưởng của Trung Quốc ở tại Bắc Kinh. Thì Bắc Kinh đã ra thông qua tờ South China Morning Post lên tiếng và nói rằng là Hoa Kỳ cần phải chấm dứt cái tình trạng mà họ gọi là kềm chế Trung Quốc ở tại khu vực Á châu Thái Bình Dương. Đó là một trong những cái ngôn ngữ đã được đưa ra và tờ South China Morning Post đã trích lại từ tờ nhân dân nhật báo của Trung Quốc. Hai quốc gia có những sự khác biệt và có sự tranh chấp trong quá khứ và căn cứ trên sự hiện diện và chúng ta phải ra cải tổ tình hình này trong tương lai và nó không thể có một phía nó cần có một cái sự à, gọi là đối thoại giữa đôi bên đó là lời phát biểu của đảng cộng sản trung quốc thông qua tờ báo nhân dân và tờ south china morning post và bài báo này lên tiếng cảnh cáo là hoa kỳ không nên tìm cách gọi là có cái khuynh hướng chống trung quốc trong khi đó thì phía washington họ chống cộng sản trung quốc chứ không phải là chống trung quốc à, và tuy nhiên tờ báo này đã đánh đồng cộng sản và trung quốc à, trong đó tập cận bình đã lên tiếng cảnh báo ra sẽ có một cái à, cuộc chiến tranh lạnh mới nếu hoa kỳ vẫn tiếp tục à, thúc đẩy cái việc gọi là độc lập cho Đài Loan và có khuynh hướng tách rời Trung Quốc ra khỏi khu vực Á Châu. Đây được xem là phản ứng đầu tiên của Cộng sản Trung Quốc ngay sau khi mà phía Hoa Kỳ đang có dự tính là sẽ tăng cường sự hiện diện của họ tại Á Châu cũng như là có cái chuyến viếng thăm của chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, ông Kevin McCarthy có thể viếng thăm đảo quốc Đài Loan vào mùa xuân năm nay đây được xem là một trong những phản ứng đầu tiên của Trung Quốc trước khi mà ông ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken có mặt tại Bắc Kinh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Hoa Kỳ. Cùng một lượt trong ngày hôm nay là Chủ tịch Hội đồng lập pháp của Đài Loan tức là cái cơ quan đặc trách về luật của Đài Loan đã có mặt tại Hoa Kỳ để tham gia vào một cái diễn đàn do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức. Bản tin mới nhất cho biết thì Chủ tịch Hạ um, Hội đồng lập pháp của Đài Loan là Yu Si Kun đã có mặt tại Hoa Kỳ và ông vừa mới tới phi trường John Kennedy ở tại New York ở trong chuyến viếng thăm 2 ngày tới Hoa Kỳ và sẽ là một nhân vật chính phát biểu về quyền tự do tôn giáo, một cái cơ quan do phía quốc hội lập ra. Đây là lần đầu tiên ông đã xuất hiện trong cái tổ chức có tên gọi là IRF tức là International Religious Freedom hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại washington dc và ông được xem là một diễn giả chính trong cái uh, cuộc nói chuyện của tổ chức này đồng thời ông cũng sẽ tham dự một buổi ăn sáng với lại uh, các cái nhân vật quan trọng của hoa kỳ đây được xem là một trong những cái thúc đẩy mạnh mẽ về việc thăm viếng ngoại giao giữa hai quốc gia hạ viện của california uh, xin lỗi quý vị của hoa kỳ và À, hội đồng lập pháp của Đài Loan. Việc này diễn ra giữa lúc đang có cái uh, tin tức cho biết là chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ Kevin McCarthy sẽ viếng thăm đảo quốc Đài Loan vào mùa xuân. Tuy nhiên thì không bản tin không cho biết là chủ tịch hội đồng lập pháp của Đài Loan có gặp gỡ với lại ông Kevin McCarthy tại Washington DC hay không. Đây được xem là một trong những cái uh, sự kiện quan trọng mà có thể gây phản ứng cho phía của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì Chủ tịch Hạ viện của Cộng hòa Czech sẽ viếng tâm Đài Loan vào tháng 3. Bản tin mới nhất cho biết chỉ vài ngày sau khi mà Tổng thống tân cử của Cộng hòa Czech, tức là tiệm Khắc đã có cú điện thoại với bà Thái Anh Văn à, qua điện thoại. Và ngay lập tức thì quốc gia Trung à, Trung Âu này nói cho biết rằng là Chủ tịch nghị viện của họ sẽ dự tính viếng tâm Đài Loan vào tháng 3 theo tường trình của hãng thông tấn bloomberg cho biết vào ngày thứ tư à, hai quốc gia này vẫn chưa có chính thức bàn giao tuy nhiên thì à, cuộc đối thoại của bà thái anh văn và ông pavel là tổng thống tân cử của cộng hòa Séc cho thấy rằng đôi bên đều chia sẻ những giá trị về dân chủ tự do và quyền con người à, chủ tịch của À, nghị viện của à, Cộng hòa Czech là Marketa Bekanova Adamova được xem là một trong những nhân vật, nhân vật quyền lực nhất của à, Hội đồng lập pháp của Cộng hòa Czech sẽ viếng thăm Đài Loan vào tháng 3 và bà, bà sẽ gặp gỡ với Ngoại trưởng của Đài Loan là Joseph Wu, đồng thời cũng sẽ đi chung với là những lãnh đạo về thương mại và các công ty cũng như là các viên chức chính quyền ở thành phố à, ở tại Cộng hòa Czech và đại diện của ngành khoa học kỹ thuật để mà là gọi là tiếp nối cũng như là tăng cường các mối quan hệ với đài loan hiện nay thì gần như là phía cộng hòa séc chưa có mối bang giao chính thức với lại phía của đài loan Tuy nhiên họ đã thắt chặt các mối quan hệ và theo tường trình cho biết thì chuyến viếng thăm này diễn ra vào ngày 27 cho tới ngày 29 tháng 3 và bao gồm luôn một cái buổi lễ quan trọng là sẽ mở ra một cái trung tâm của Cộng hòa Séc ngay tại thủ đô Đài Bắc, trong đó là sẽ là một cái hội đồng về hợp tác về kinh tế và mậu dịch giữa Cộng hòa Séc và của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay Trung Quốc lại có thêm 34 chiếc máy bay quân sự và 9 chiếc tàu hải quân vây chặt đảo quốc Đài Loan Bộ Quốc phòng của Đài Loan cho biết là trong ngày hôm nay à, từ lúc à, à, 6 giờ sáng ngày thứ ba kéo dài cho tới 6 giờ sáng ngày thứ tư họ đã phát hiện ra ít nhất là 34 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc và 9 chiếc tàu hải quân của Trung Quốc đã vây chặt cái eo biển Đài Loan trong số 34 chiếc máy bay này, 20 chiếc đã được phát hiện xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan theo tường trình của Bộ Quốc phòng. Trong đó gồm có hai chiếc Sukhoi Su-30 đã quan sát ở phía đông bắc và trong đó hai chiếc trinh sát cơ của Trung Quốc có khả năng chống tìm tỉ đỉnh là YS cũng đã được phát hiện và một chiếc uh, giám sát Tron uh, tức là một chiếc tròn không người lái BGK005 cùng với lại các một chiếc Tron khác là BGK007 và gần như là các chiến đấu cơ và các tàu chiến này đều có mặt ở tại uh, khu vực ở biển Đài Loan và có tổng cộng là 6 chiếc J16 chiến đấu cơ đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không phía nam của Đài Loan và không có một chiếc nào băng ngang qua lằn ranh đỏ. ít nhất có 4 chiếc J10 và hai chiếc uh, J11 cũng đã bắt đầu tiếp cận tới gần uh, khu vực lằn ranh đỏ và phía Đài Loan cho biết họ đã phải gửi tất cả những cái uh, chiến đấu cơ, tàu chiến và sử dụng hệ thống phòng không để quan sát tất cả những cái hoạt động này của giới quân sự Trung Quốc. Đây được xem là lần uh, uy hiếp mới nhất của Trung Quốc đối với lại phía của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Tuy nhiên, trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, Phong vẫn thông báo về cuộc hội ngộ thương gia và dân cử của hội VABA tổ chức. Quý vị, à, Hội VABA tức là Vietnamese American Business Association sẽ có buổi hội ngộ giữa thương gia và dân cử ngày à, 25 tây tháng 2 sắp tới đây. Trong đó, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ với Chủ tịch Hạ viện của California là Anthony Rendon, à, Bộ trưởng Tư pháp của California là Rob Donald à, Dota, dân biểu tiểu bang trí tạ à, chủ tịch à, xin lỗi quý vị giám sát viên của quận santa clara là bà Cindy chave cũng như các thị trưởng thành phố và đặc biệt là có sự à, có mặt của thiên hồn một trong những chánh biện lý gốc việt đầu tiên ở tại sacramento à, bên cạnh đó thì à, cái buổi tiệc này sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy 25 tây tháng 2 ở tại khu vực ở mibitas và quý vị nào muốn à, liên lạc thì à, liên lạc với lại teresa số điện thoại là 510-994-9754 hoặc trà mi 415 để biết thêm chi tiết. Và cuộc hội ngộ này sẽ là cái cuộc mà quý vị có thể gặp gỡ với các vị dân cử cũng như những nhân vật được xem là quyền lực của California để biết về luật lệ cũng như là có cơ hội để quý vị có thể nối kết đối với lại các cái cộng đồng thương mại, thương mại của người bản xứ. Đây được xem là một trong những cái hội nghị và cái cuộc hội ngộ thường nào, à, mỗi năm của hội VABA vốn được thành lập từ năm 2008, đó là bản tin cái thông báo của Phong. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc comment và thảo luận nha. Hoa Kỳ đặt quân sự ở Philippines đâu liên quan gì tới uh, Trung Cộng mà Bắc Kinh lại phản đối Anh Phong. Thứ nhất là Bắc Kinh chưa có phản đối chuyện này. Bắc Kinh chỉ kêu gọi Hoa Kỳ là chấm dứt tình trạng kềm chế Trung Quốc ở tại Á châu thôi. Họ không nhắc tới Philippines. Tuy nhiên, thì Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự này là dựa trên một cái hiệp ước đã được ký lại năm 2014. Trong đó là cho phép lực lượng đôi bên có thể viếng thăm lẫn nhau, huấn luyện cho nhau và chia sẻ những tin tức tình báo chống khủng bố và chống những tiềm năng đe dọa. Cái hiệp ước này được ký năm 2014 nhưng mà Duterte đã không làm gì hết. Rồi bây giờ tới phiên ông Ferdinand Marcos Jr lên thì bắt đầu thực hiện lại cái cái hiệp ước này và tuy nhiên thì phía Hoa Kỳ đang thúc đẩy phía Philippines là quay trở lại cái hiệp ước đồng minh năm 1951. một. trong đó Hoa Kỳ nói rằng những ngôn ngữ ở trong đó cho thấy Hoa Kỳ có quyền bảo vệ cho các khu vực do Philippines quản trị. Thì quý vị, hiệp ước này đã bị bà Aquino, tổng thống trước đây của Philippines năm 1992, hủy bỏ và yêu cầu lực lượng Hoa Kỳ rời khỏi Subic Bay. Thì bây giờ quý vị, ông Ferdinand Marcos Jr. đã quay trở lại. Trước đây thì thân phụ của ông là Ferdinand Marcos, đã ký cái hiệp ước này với phía Hoa Kỳ và cho phép quân đội Hoa Kỳ có một căn cứ quân sự tại Philippines. Thì quý vị, lần này có lẽ là tôi nói là Trung Quốc đang bắt đầu đối diện với thập diện mai phục ở tại Á Châu Thái Bình Dương. Nhiều quốc gia đã bắt đầu có cái khuynh hướng nghiêng về phía Hoa Kỳ, đặc biệt là cái quốc gia quan trọng nhất là Philippines. Philippines đóng vai trò quan trọng bởi vì họ có cái cái địa hình, thứ nhất là dọc theo cái biển Đông, tức là dọc theo cái khu vực ở Trường Sa, và nơi mà trung quốc đang có những cái hoạt động quân sự thứ hai họ rất nằm rất gần với lại đài, đài loan cách nhau chỉ có cái bashi channel do đó thì tôi chưa biết là phía của à, trung quốc sẽ phản ứng như thế nào nhưng mà nếu lực lượng hoa kỳ có mặt tại đây thì cái sức kềm chế của hoa kỳ sẽ cao hơn bắc kinh sẽ không thể thao túng được biển đông nữa nha yeah. rồi tiếp tục wow à rồi à lướt qua những cái không có liên quan tới bản tin nha đây cũng là một căn cứ quân sự đông nam á quan trọng kềm chế china căn cứ này cũng là đường tuyến của hoa kỳ chuyển trục về á châu thì tôi nói quý vị nếu mà quý vị nhìn trên bản đồ thì rất quan trọng tại vì cái địa thế của philippines nằm rất quan trọng thứ nhất là gần gũi với lại khu vực ở nam thái bình dương thứ hai nằm đối diện với biển đông và thứ ba phía bắc của philippines nằm sát với lại đài loan luôn do đó thì nếu mà chúng ta nhìn vào trong cái, cái bản đồ đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái địa thế của Philippines rất quan trọng đối với Hoa Kỳ. Đây, tôi mở cái bản đồ lên cho quý vị xem để quý vị thấy được à, cái à, cái à, cái à, cái, à, cái, à, cái map để quý vị có thể thấy được rằng là à, cái địa thế của Philippines, Philippines nó rất, nó chiếm phần rất quan trọng và tại sao mà ông Lloyd Austin lại bay tới Philippines? Tại vì ông đã tới Nam Hàn và tại Nam Hàn thì ông đã lên tiếng và nói rằng là ông sẽ lắp đặt thêm nhiều vũ khí ở tại Nam Hàn. Trong đó bao gồm luôn cả các chiến đấu cơ và các bomber. Thì ngày hôm nay thì ổng lại có mặt ở Philippines. Ok quý vị, ở trên bản đồ quý vị nhìn thấy đây là cái bản đồ thế giới. Và quý vị thấy cái cái địa hình của Philippines rất là lớn. Và Luzon, tức là khu vực này đó quý vị, đối diện với eo biển, với Đài Loan. Và nằm gần cái eo biển Đài Loan. Và đây là cái eo biển gọi là Bashi Channel. Và nằm gần cái Yoka, tức là cái eo biển giữa Đài Loan và Nhật Bản. Thì khu vực này khá quan trọng, bên cạnh đó thì à, quý vị thấy địa hình của Philippines ở đây là họ nằm dọc theo cái à, à, quần đảo Trường Sa và đây là Palawan nha quý vị, Palawan nằm ở đây thì quý vị thấy rõ ràng là nó nằm dọc theo Trường Sa và bên đây thì nó lại nằm tiếp nối với lại phía của Nam Thái Bình Dương, ở đây quý vị thấy là có Indonesia, có Papua New Guinea, có những cái đảo quốc nhỏ nằm ở đây, quý vị, thì à, địa hình của Philippines rất quan trọng, do đó việc mà thúc đẩy hợp tác về quân sự giữa Hoa Kỳ và Philippines là điều khó tránh khỏi và với may mắn là ông Ferdinand Marcos Jr. được xem là một trong những vị tân tổng thống của Philippines đó thì ông này có thể ông sẽ đi lại cái khuynh hướng cũ của thân phụ ổng. tức là sẽ có cái việc thắt chặt về các cái quan hệ về quân sự với Hoa Kỳ nhiều hơn nha yeah. rồi tiếp tục ok Rồi à, có những à, lướt qua một số những cái à, không có OK, à, Iran với Israel chuẩn bị đánh nhau anh ơi. Chưa bây giờ thì chỉ là phía của Do Thái chuẩn bị thôi. Và có thể rằng là họ sẽ tấn công vào một số những vị trí nguyên tử của Iran Rất có thể thôi. Bây giờ thì à, ông Netanyahu đã lên tiếng và nhấn mạnh tầm quan trọng về Iran có thể phát triển cái hạt nhân của họ qua lĩnh vực quân sự. Do đó rất có thể à, Do Thái sẽ giành cái quyền để tấn công vào những vị trí này nếu như Iran tiếp tục phát triển về nguyên tử nha rồi tiếp tục à, tổng thống thổ nhĩ kỳ có khá nhiều quan điểm giống Putin và khá thân thiện với nga nên Mỹ không muốn có một F-16 bán cho thổ nhĩ kỳ thổ nhĩ kỳ đang làm chủ những chiếc F-35 thổ nhĩ kỳ là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ ở tại à, khu vực ở Hắc Hải quý vị bởi vì thổ nhĩ kỳ đặc biệt là họ có một nửa quốc gia nằm dính với Âu Châu một nửa quốc gia nằm dính với Trung Đông. Quý vị nên nhớ, rất nhiều lần Hoa Kỳ đã sử dụng các căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ để mà mở chiến dịch ở tại Trung Đông. Do đó, bây giờ thì ông Tajib Erdogan, ông cứng rắn, không phải là ông giống Tổng thống Nga. Có điều, ông là cái gai trong mắt của lực lượng chính trị cánh tả. Ông là người rất bảo thủ. Ông là người rất bảo thủ. Do đó, đám chính trị cánh tả rất kỵ ông. Thì quý vị, họ tìm cách gồm đủ mọi cách để cắt bỏ cái mối quan hệ với ổng, nhưng mà giống như tôi nói, không bỏ được. Bởi vì cái vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ rất quan trọng. Phía bắc của Thổ Nhĩ Kỳ nằm đối diện với Hắc Hải, tức là biển khu vực đối diện với lại Ukraine đó quý vị. Và Âu châu, phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ thì có đường biên giới với Syria và Iraq. Do đó cái vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ là Hoa Kỳ không bỏ được. Nhiều năm nay quý vị Hoa Kỳ đã vận động cho Thổ Nhĩ Kỳ được gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Nhưng Pháp Đức từ chối. Pháp Đức không muốn Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập vào Liên Hiệp Âu Châu. Cuối cùng Thổ Nhĩ Kỳ phải đi một con đường kinh tế riêng. Thì bây giờ họ thành công. Nhưng mà cách đây khoảng 30 năm đó quý vị. Họ rất tức Pháp Đức. Họ nằm trong một cái liên minh NATO. Nhưng mà bản thân Thổ Nhĩ Kỳ lại không nằm trong Liên Hiệp Âu Châu. Mặc dù là họ đủ điều kiện. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị. Pháp Đức không thích cái tư tưởng bảo thủ của các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó có ông Tajib Erdogan. Chừng nào mà Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng cánh tả lên nắm quyền đó. Thì họ sẽ được gia nhập vào Liên Hiệp Âu Châu. Do đó quý vị đã phải nhìn rõ ràng. Đừng nhìn ông Tajib Erdogan qua ống kính của đám cánh tả. Nó luôn vẽ lên một cái hình ảnh à, gọi là khủng khiếp về ông ta. Nhưng mà ông ta có cái quyết định. Tôi nghĩ rằng là tương đối chính xác. Ông giữ mối quan hệ rất mật thiết với lại phía của Ukraine ổng cũng là cái người đã có một quan hệ mật thiết với Putin. Tức là ông đóng vai trò trung gian rất là nhiều. Vừa rồi mà giải quyết được cái thiếu an toàn năng thiếu an toàn về lương thực đó là nhờ ông, nhờ ông nối kết các cuộc đối thoại này nga mới mở cửa cái bến cảng ra ở khu vực khắc hải để chịu để mà di chuyển tất cả ngũ cốc và lúa mạch từ ở Ukraine xuất cảng ra bên ngoài. Do đó quý vị nhìn trên một cái chúng ta nhìn cái Ông Tajib Erdogan phải nhìn trên một cái góc nhìn tương đối neutral. Đừng để cho đám chính trị gia cánh tả nó vẽ lên hình ảnh xấu nha. Rồi tiếp tục. Nếu Mỹ đặt căn cứ quân sự ở Philippines, tôi nghĩ Mỹ sẽ ngăn chặn được sự bành trướng của Trung Cộng. Đây là cái cần thiết. Bởi vì à, quý vị, hiện nay đó, thì lực lượng à, tuần duyên của Hoa Kỳ cứ cách một hai tuần họ mới có mặt tại Biển Đông. Tại vì từ đó họ phải di chuyển về Guam hoặc là đi xuống phía nam cái căn cứ hải quân của Philippines của à, Hoa Kỳ ở tại Singapore rất là nhỏ đó để mà bảo trì. Do đó, mỗi lần họ vào biển Đông tuần tra đó thì à, mất nhiều thời gian. Nếu như họ có lại cái căn cứ Subic Bay hay là dọc theo cái bờ biển phía tây của Philippines đó. Tôi nghĩ rằng là mỗi một ngày họ xuất hiện trên biển Đông. Và nếu họ xuất hiện mỗi ngày thì cái mức kèm chế rất cao. Bắc Kinh mà thấy sự hiện diện của Hoa Kỳ thì họ phải think twice tức là phải nghĩ hai lần trước khi mà họ có những cái cuộc gọi là đối đầu thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà Hoa Kỳ bắt đầu từ từ quay trở lại Philippines thì cái điều này là khó tránh khỏi nha rồi tiếp tục ok à, Hoa Kỳ bắt đầu có mặt tại Đông Nam Á rồi lần này Philippines quay trở lại thành đồng minh của Hoa Kỳ nữa thì Trung Quốc họ kéo xuống khỏi kéo xuống biển Đông còn đi được qua cửa biển Việt Nam thôi thật sự quý vị Hiện nay thì Bắc Kinh đang thống thống trị ở khu vực Hoàng Sa. Họ sử dụng biển của Việt Nam và họ sử dụng cái khu biển của Hoàng Sa để tìm cách gọi là phát triển cái mạng lưới quân sự của họ mỗi ngày ở đây. Họ lắp đặt tất cả những cái trạm quân sự tại đây. Do đó, sự hiện diện của Hoa Kỳ là cần thiết. Thứ nhất là quân bình cán cân quân sự. Tại vì ở khu vực này không một lực lượng quân sự nào có thể đối đầu được với Trung Quốc. Họ không thể đối đầu trong cái vấn đề tranh chấp do đó Trung Quốc sẽ chơi cái trò gọi là lấn sân từng bước. Vì vậy cái sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Biển Đông là là gia tăng cái mức kềm chế tại vì Hoa Kỳ hiện diện không phải chỉ có Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện diện thì cái căn cứ của Hoa Kỳ đó nếu có ở đây họ sẽ tiếp đại các cái uh, lực lượng quân sự khác gồm có Nhật Bản, Úc thay phiên nhau tuần tra thì Trung Quốc sẽ có một cái uh, thái độ khác. Nếu mà Philippines kỳ này họ đồng ý mở lại cái Subic B cho phía Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự. Tôi không biết là Philippines bây giờ trên nguyên tắc là có 5 căn cứ quân sự. Nhưng mà 5 căn cứ này nằm trong đất liền chứ không phải nằm ngoài biển. Hoa Kỳ đang cần có một cái căn cứ quân sự ở ngoài biển để kèm chế Trung Quốc nha. Rồi tiếp tục. À, ok. Hoàng hô chính quyền North Dakota đã có hành động quyết liệt cấm công ty sản xuất à, sữa bắp của Trung Quốc. Công ty này là Fu Fan, thì nó trên danh nghĩa đó là công ty tư nhân, nhưng mà quý vị biết rồi, để có được cái giấy phép mà được à, hoạt động ở nước ngoài, các công ty của Trung Quốc đều phải thỏa hiệp với chính quyền Bắc Kinh và những thỏa hiệp đó là cái gì? Bên cạnh hoạt động thương mại, họ có đóng vai trò lấy thông tin cho nhà nước cộng sản Trung Quốc hay không? Và nhất là cái 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 cánh đồng này, á, cái nhà máy này đó, nó nằm trên cái khu đất dài 15 dặm và nằm rất gần với lại căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà ông thị trưởng này phải buông. Ông thị trưởng này lúc trước ông ủng hộ cho dự án đó đó quý vị. Ông ủng hộ cho dự án đó là bởi vì ông nghĩ rằng là tạo việc làm cho người dân ở tại 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 cái, cái thành phố của ông. Nhưng bây giờ ông đã phải đồng ý là rất nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Thì bây giờ cả thống đốc của tiểu bang lẫn ông thị trưởng của thành phố đều đã đồng ý. Cho nên họ ngưng lại cái dự án này nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow. Lướt qua một số những cái uh, những cái uh, thời gian gần đây Trung cộng có thể đánh chiếm Đông Sa hoặc đảo Ba Bình ở Trường Sa do Đài Loan quản trị. Nô, no. Ba Bình không có giá trị gì cả. Đảo Đông Sa thì có thể, tại vì Đông Sa nằm rất gần với Trung Quốc và Hồng Kông. Hay là ở uh, đảo Bành Hồ, hay là đảo Kim Môn nằm sát cái uh, thềm lục địa của Trung Quốc. Ok quý vị, đây là cái chỗ mà Trung Quốc có thể uh, tập cân mình, có thể sẽ tấn công đây quý vị. Quý vị đây là cái eo biển Đài Loan. Tôi rung gần vô thì quý vị. Kim Môn. Đây là cái chỗ sát thêm lục địa của Trung Quốc do Đài Loan quản trị. Đây là cái nơi mà Trung Quốc có thể đánh chiếm đây. Nha quý vị. Nằm rất gần Hạ Môn. Đây là khu vực mà do Đài Loan quản trị. Chứ không phải Trung Quốc. Nó nằm sát thêm lục địa của Trung Quốc luôn. Thì nếu Bắc Kinh đánh chiếm thì sẽ đánh chiếm cái này. Chứ đảo Ba Bình là có cái con khỉ gì để đánh chiếm cùng lắm là thêm một cái trạm quân sự của họ ở quần đảo Trường Sa thôi. Trong khi đó Trung Quốc đã có cái trạm quân sự của họ ở đảo Gạc Ma, rồi họ lắp đặt cái trạm quân sự của họ ở bãi cạn Scarborough. Họ đã có những cái điểm ở đây rồi, họ đâu cần đến chiếm thêm. Nhưng mà họ sẽ đánh chiếm cái đảo Kim Môn đó. Nếu như mà Tập Cận Bình đánh giá đây chỉ là cuộc chiến nhỏ, thì họ sẽ nhắm vào đảo Kim Môn nhiều hơn. OK. Rồi tiếp tục à à wow à anh nghĩ Trung Quốc sẽ tự à, tấn công lãnh thổ họ bằng hạt nhân và đổ thừa cho Mỹ không ngu hả tự nhiên đem dân mình ra làm mồi có tên lãnh đạo nào khùng tới mức như vậy không và lấy gì chứng minh đây lấy gì chứng minh là Hoa Kỳ tấn công đây nó phải bay từ bên ngoài vô chứ ok rồi em tin họ tập sẽ sử dụng hạng nhân trước vì sử dụng sử dụng hay không sử dụng số mạng ông ta cũng đã kết thúc. No. Tôi nói với quý vị, nếu even tập cận bình quyết định tấn công đảo quốc đài loan, ông ta cũng không dám đụng tới cái vũ khí hạt nhân. Ông ta cũng sẽ không dám đụng tới. Tại vì khi mà ông ta đụng tới, không những là đảng cộng sản đảng cộng sản biến mất khỏi trung quốc, mà cả dân tộc trung quốc cũng biến mất khỏi bản đồ thế giới luôn nếu sử dụng hạt nhân nha yeah. rồi tiếp tục wow lướt qua do thái có chiến tranh với iran mỹ có nhúng tay vào không nghĩ sao vậy mỹ là đồng minh thân cận của do thái bất kỳ một hành động nào của iran mà đụng tới một sợi lông của do thái là mỹ sẽ càng quét càng quét toàn bộ lãnh thổ của iran luôn do thái là đồng minh thân cận nhất của hoa kỳ trên thế giới luôn chứ không phải ở khu vực hai đồng minh thân cận của Hoa Kỳ ở thế giới là Anh và Do Thái đó. Và quốc gia thứ ba là Nhật đó. Ba quốc gia này chỉ cần đụng tới một lông chân của họ thôi là Hoa Kỳ sẽ càng quét tất cả những kẻ thù của họ nha. Rồi tiếp tục à Châu Á, Thái Bình Dương, trọng điểm kinh tế hàng hải thế giới, tầm nhìn Hoa Kỳ là số 1. Thật sự quý vị, không phải là trọng điểm, ít nhất trong giai đoạn này, thì nó trở thành cái nơi gọi là có một cái uh, nền kinh tế có thể uh, cái tiềm năng kinh tế có thể phát mạnh không kém gì Âu Châu. Có điều là các quốc gia ở đây thì vẫn đang có một cái uh, họ không có một cái uh, cái uh, một cái luật lệ rõ ràng. Họ đã bị cái vùng màu xám nó xóa đi. Cho nên cần phải có một cái trật tự rõ ràng ở tại Á Châu. Nó là một cái thị trường tiềm năng, tại vì khu vực này có khoảng 6 700 triệu dân. Thì so với lại Âu Châu, họ không kém Âu Châu là những quốc gia đã phát triển. Còn châu Á là những quốc gia đang phát triển. Cho nên tiềm năng kinh tế nó tốt. Còn nói là trọng tâm kinh tế của hàng hải của thế giới thì không phải. Tại vì trọng tâm kinh tế hàng hải của thế giới nằm tại Hotsmu. Tức là cái cái eo biển nằm ở khu vực vùng biển Ả Rập. Tại nơi đây mới là trọng tâm kinh tế của thế giới. Nơi đây là nơi mà di chuyển tất cả những cái năng lượng của thế giới nằm ở đây đây mới là cái vị trí gọi là trung tâm hàng hải kinh tế thế giới đó, tại vì tất cả kinh tế thế giới đều lệ thuộc vào năng lượng và Hormuz, eo biển Hormuz, tức là nằm gần Iran rồi nằm gần ở Qatar vân vân đó, thì quý vị chỗ này mới là trung tâm hàng hải kinh tế của thế giới chứ không ai Á Châu, Á Châu chỉ là một cái tiềm năng phát triển mà thôi, nha. Yeah. Rồi tiếp tục wow, lướt qua một số những cái à, à... Anh nghĩ sao nếu Thái Quan cho Hoa Kỳ đồn trú quân đà ở đảo Ba Bình? Nếu Đài Loan độc lập thì tất cả những cái khu vực và do Đài Loan quản trị, Hoa Kỳ có thể thuê mướn. Ok? Hoa Kỳ có thể thuê mướn. Nếu Đài Loan độc lập, còn bây giờ Hoa Kỳ không làm được gì hết. Tại Đài Loan chưa phải là một quốc gia độc lập. Cho nên đừng đặt câu hỏi là Ờ đặt ở đảo Ba Bình. Nếu tôi là Hoa Kỳ tôi không đặt ở Ba Bình. Nếu tôi là Joe Biden, tôi sẽ đặt ngay hà môn ở à, ở ngay kim môn tôi sẽ đặt căn cứ quân sự ngay tại kim môn luôn đối diện với trung quốc luôn sát thêm lục địa của trung quốc luôn đặt đặt ở ba bên trên ngoài biển không à ngồi đó làm gì hút cái chim hả tại vì kềm chế trung quốc là đài loan quan trọng hơn ok nếu tôi là joe biden mà nếu cần đặt một cái căn cứ quân sự ở tại đài loan tôi sẽ đặt ở kim môn sát thêm độc địa của Trung Quốc luôn nha. Yeah. Rồi tiếp tục à. Ok. Rồi Trung Quốc chờ người Mỹ đến à, Trung Quốc để thỏa hiệp về Taiwan chứ không đánh đâu, tầm bậy. Bây giờ không còn thỏa hiệp được nữa. Bây giờ cộng sản Trung Quốc không còn thỏa hiệp được nữa, mà bây giờ hai bên sắp sửa trở thành kẻ thù. Trên quy tắc bây giờ Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh, trên thực tế là đối thủ đối đầu và đang trở thành kẻ thù của hoa kỳ bắc kinh sẽ không còn cơ hội quay trở lại làm đối tác của hoa kỳ nữa điều này chỉ xảy ra sau khi cộng sản sụp đổ thôi ngày nào cộng sản còn nắm quyền thì không còn cái quay trở lại nữa tại vì dưới thời của bill clinton thúc đẩy toàn cầu hóa tập trung vào trung quốc đã khiến trung quốc trở thành đối tác lớn nhất của hoa kỳ nhưng bây giờ tình hình xoay chuyển hoa kỳ không muốn làm đối tác của trung quốc nữa không muốn làm đối tác bởi vì tiềm năng đe dọa của Trung Quốc quá lớn. Do đó, Trung Quốc chỉ còn một cơ hội duy nhất là làm kẻ thù của Hoa Kỳ thôi nha. Yeah. Rồi tiếp tục à Nếu Trung Cộng đánh chiếm đảo Kim Môn thì Đài Loan có mở cuộc chiến không chú? Bắt buộc tại vì đảo Kim Môn thuộc quyền quản trị của Đài Loan. Bắt buộc Đài Loan phải giành lại lãnh thổ của họ. Có điều Có điều là chính quyền của Joe Biden sẽ giống như là Crimea ở lại Ukraine hay không? bỏ rơi Kim môn hay là sẽ mạnh mẽ giúp cho Đài Loan lấy lại cái phần à, lãnh thổ của họ. Thì tôi chỉ biết nếu gặp một tổng thống khác thuộc Đảng Cộng hòa hoặc là cứng rắn hơn thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho Đài Loan hết mình. Nhưng mà riêng với Joe Biden thì tôi không biết. Ông ta có thể giống như Obama bỏ rơi Crimea để cho Nga sát nhập Crimea của Ukraine. Thì lần này nếu đảo Kim Môn mà bị đánh thì tôi chưa biết. Ok. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái đã đọc rồi nha. Em không hiểu tại sao đảo Kim Môn ở rất gần Trung Quốc mà Đài Loan quản trị. Tại vì quý vị, khi mà tưởng giới thạch kéo quân ra lập quốc ở đảo đài, ở Đài Loan thì Mao Trạch Đông đã có ý định đánh đảo quốc Đài Loan. Đôi bên đã xảy ra cuộc chiến năm 1955. Cuối cùng Mao Trạch Đông bị đánh bại và quân của Tưởng Như Thạch trấn áp luôn cả khu vực ở Hà Môn luôn. Thì lúc đó họ ký kết là ở trong thềm lục địa thuộc về quyền quản trị của Mao Trạch Đông ngoài biển thuộc quyền quản trị của Đài Loan. Ngoài biển là thuộc quyền quản trị của Đài Loan cho nên họ ký kết cái hiệp ước đó năm 1958. Họ đã có cuộc chiến sau khi Mao Trạch Đông thống nhất Trung Quốc năm 1949. Tưởng Như Thạch chạy chạy ra Đài Loan thì bên lại tái chiến một lần nữa là hải chiến thì Mao Trạch Đông bị đánh bại thì cuối cùng ký kết là Trưởng Như Thạch sẽ bỏ Hạ Môn và phía của Đài Loan sẽ kiểm soát Kim Môn ngược lại những gì dính vào thêm lục địa của Trung Quốc thì thuộc về Trung Quốc đó là cái bản văn bản họ ký kết năm 1958 nha yeah. rồi tiếp tục ok Kim Môn qua gần quá à, Khó phòng thủ anh Phong ơi Nhưng mà tới ngày hôm nay Trung Quốc có dám tấn công không Trung Quốc có dám tấn công không Hôm rồi bà Nancy và Lossi tới Họ tập uh, họ tập trận trên xung quanh khu vực đảo quốc Đài Loan đó Nhưng họ có dám tấn công Kim Môn hay không Câu hỏi đó là quý vị thấy Phải đặt lại câu hỏi Thắc mắc tại sao Trung Quốc không tấn công Kim Môn thì, thì tôi nói quý vị rồi nó tại vì sao tấn công Kim Môn Là Trung Quốc cross the line khi mà cross the line đó, cái hậu quả đó gánh không nổi đâu. Tôi chưa nói quân đội Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho Đài Loan. Tôi chỉ nói cái lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế về kinh tế và Hoa Kỳ. vay chặt thì Trung Quốc đã phải trả giá rất lớn rồi. Chỉ chiếm được cái phần của Kim Môn thôi mà trả một cái giá rất lớn. Do đó, đó là lý do tại sao mà Tập Cận Bình không dám tấn công vào khu vực của Kim Môn cho tới giờ phút này nha. Rồi tiếp tục. Ok, à... OK. Ra lướt qua một số những là hai phần ba dân Philippines ủng hộ sự hiện diện của Hoa Kỳ ở nước họ. Nhưng đó là tình hình bây giờ. Còn tình hình năm 1992, đám cực tả ở Philippines thông qua cái uh, cuộc biến động lật đổ ông Ferdinand Marcos, thì đặt bầu bà Aquino. Thì bà này lại là thành phần cực tả và không muốn có sự hiện diện của Hoa Kỳ. Chính bà ta đã hủy bỏ cái hiệp ước năm 1951 và yêu cầu lực lượng Hoa Kỳ rời khỏi Subic Bay. Thì bây giờ 30 năm sau, Philippines đã cay đắng nhận ra không có sự hiện diện của Hoa Kỳ, họ mất lãnh thổ. Cho nên lần này ông Ferdinand Marcos Jr. muốn có sự hiện diện của Hoa Kỳ nha. Yeah. Rồi tiếp tục à wow. Ok. Philippines quân sự mạnh không? Theo quy tắc, lực lượng của Philippines là yếu nhất khu vực lực lượng quân sự của Philippines yếu nhất khu vực. So với Malaysia, Indonesia, Singapore thì họ yếu nhất khu vực trong 30 năm qua. Lúc trước thì họ mạnh nhất. Lúc trước Malaysia và Indonesia không có cửa với họ luôn. Tại lúc đó họ còn là đồng minh của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ đã chăm sóc Philippines rất kỹ. Nhưng kể từ khi rời, à, rời bỏ cái bước này thì Philippines trở thành lực lượng rất yếu. Họ đang bị hai là lực lượng à, vũ trang quậy họ tới, tới bến. Thứ nhất là lực lượng Maoist, tức là lực lượng đi theo chủ nghĩa cộng sản đang quậy phá ở khu vực à uh, ở Batangan rồi một phần ở Palawan. Ok. Đám này thì nó nó trốn trong rừng. Nó là gọi là đám Maoist đó, tức là đám đi theo chủ nghĩa của Mao Trạch Đông đó. Thứ hai là lực lượng của Hồi giáo Abu Sayyaf hoạt động ở phía đông nam uh, của Philippines. Tức là đảo uh, Davao. Thì nơi đây đó là nơi hoạt động của nhóm Hồi giáo Abu Sayyaf có cái liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda. Thì Philippines đang đối diện với hai lực lượng vũ trang này. Họ không họ không dễ đánh dẹp nổi. Thì quý vị, do đó lần này có sự hiện diện của Hoa Kỳ hy vọng với cái sự hợp tác trong thời gian tới thì quân đội Philippines trở nên mạnh mẽ hơn nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow, à nếu Hoa Kỳ công nhận quốc gia đài là Đài Loan gia độc lập thì Hoa Kỳ có khó khăn gì và thuận lợi gì Thứ nhất nếu Hoa Kỳ nhận uh, uh, quay trở lại kết nối bàn giao với Đài Loan thì điều có lợi nhất là cái chiến lược chuyển trục Á Châu Thái Bình Dương sẽ thành công nhưng điều bất lợi là các công ty mà có ăn uh, có ăn nằm với Trung Quốc đó nó sẽ phản ứng bởi vì Trung Quốc ép nó đứng đầu là Microsoft đứng nhì là Apple Apple thì bây giờ đang muốn tránh dần ảnh hưởng Họ đang muốn dời công ty của họ qua bên Ấn Độ Nhưng mà cái công ty mà chống quyết liệt nhất Và tìm mọi cách để cản trở chuyện này Là Microsoft Thì sẽ có một số công ty bị thiệt hại Nhưng mà bù lại Thì cái lợi nhiều hơn Nếu Hoa Kỳ kết nối ban giao với Đài Loan Chính thức nhà Và thừa nhận Đài Loan độc lập Rồi tiếp tục Ok à Wow Hồi trước con không hiểu bành trướng Bắc Kinh là gì Nay thì đã hiểu Thì đó con nghĩ đi Cái quan trọng nhất là Trung Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc Luôn có mộng bành trướng Tại vì họ phải tạo ra những cái vòng đai bảo vệ Cho cái quyền lực của họ Ngay tại nội địa Trung Quốc Đó là cái cách mà họ có thể duy trì Cái quyền lực cai trị lâu dài Còn bây giờ quý vị nghĩ đi Nếu đảng Cộng sản chỉ chăm chút vào cái nội địa của Trung Quốc thôi không gây ảnh hưởng bên ngoài thì những quốc gia ở bên ngoài khi mà họ chuyển đổi qua cái nền dân chủ sẽ là một cái áp lực lớn để cái người dân Trung Quốc lật đổ cộng sản chính vì vậy Tập Cận Bình muốn tạo một cái vòng đai của những quốc gia chư hầu để mà bảo đảm cái quyền lực của Đảng Cộng sản nha yeah. rồi tiếp tục ok Brooklyn Cộng hòa Czech À, Estonia, Latvia, và yeah, những quốc gia này từng là một thời nằm dưới quyền cai trị của cộng sản. Bây giờ họ chống cộng sản quyết liệt. Rồi tiếp tục, à, anh nghĩ sao khi ông Austin đến Nam Hàn, Philippines mà, mà chờ chiến đấu uh, cơ ngày tận thế? Bằng chiến đấu cơ ngày tận thế là sao? Ông là Bộ trưởng Quốc phòng. Khi mà ông đi thì bắt buộc bằng máy bay quân sự. OK. Còn máy bay quân sự tên nó là cái gì tôi đâu cần biết. Thứ nhất, thứ hai nữa là gì? Ông là bộ trưởng quốc phòng. Là nhân vật số 5 của Hoa Kỳ. Thì bắt buộc là phải có cái mức độ an ninh tối đa cao. Còn việc tới Nam Hàn, ông tuyên bố là sẽ lắp đặt thêm các chiến đấu cơ và bomber ở đây. Và bây giờ ông đang có mặt tại Philippines để thúc đẩy sự hiện diện của quân sự Hoa Kỳ tại tại Philippines. Ông là nhân vật số 5 là bởi vì nếu mà chủ tịch Hạ viện, chủ tịch Thượng viện và tổng thống có vấn đề thì tới bộ trưởng ngoại giao, sau bộ trưởng ngoại giao là tới bộ trưởng quốc phòng đó. Ông là nhân vật số 5 của Hoa Kỳ mà quý vị nha. Yeah. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hưu Tinh Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.